tìm một lối đi riêng. Đường đời không phẳng lặng. Học cách đứng lên từ thất bại. Bản lĩnh, đam mê với một cái tâm trong sáng. Vững bước hôm nay, vinh quang ngày mai. Đường đến thành công phát sóng trên kênh truyền hình Net Việt VTC10. Xin kính chào quý vị, tôi là Hạnh Phúc, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Đường đến thành công phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Thưa quý vị, có lẽ bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã trải qua tuổi ấu thơ cắp sách đến trường và tuổi học trò với biết bao nhiêu kỷ niệm trong sáng tươi đẹp dưới mái trường thân yêu, với rất rất nhiều những kỷ niệm cùng với bạn bè và đặc biệt là với những người thầy, người cô. Và ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một nhân vật khách mời khá đặc biệt. Bà là một nhà giáo mà tên của bà luôn gắn liền với một ngôi trường cũng mang tên một loài hoa. Loài hoa đó không phải là loài hoa phượng gắn liền với tuổi thơ, tuổi học trò, mà đó lại là một loài hoa nồng nàn, tỏa hương với biết bao nhiêu thế hệ học sinh đã trưởng thành từ nơi đây. Nhà giáo đó là ai và ngôi trường mà bà thành lập, đó là ngôi trường nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi trong đoạn clip ngắn sau đây. Một ngôi trường mang tên một loài hoa. Bao cuộc đời và số phận mong manh đã trưởng thành từ đó. Có ngôi trường mang bao tình thương cho những đàn chim bay về tổ ấm. Có ngôi trường. Nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà quản lý tại nhiều nhà hàng, khách sạn. Nhiều người đã trở thành doanh nhân thành đạt. Được sự đón nhận của bác Vi của trường Hoa Sữa, hay là bác Vi đã dạy là trong một cái nghề, nhờ những cái kinh nghiệm thực tế cũng như cái thị trường thì khi đấy là có xây dựng được một cơ sở sản xuất cho khoảng hơn 100 cán bộ nhân viên hiện tại đang làm việc ở đây. Đằng sau những thành công đó chính là tấm lòng của những người thầy, người cô dưới mái trường thân yêu. Thưa quý vị, qua đoạn clip ngắn vừa rồi chúng ta vừa được làm quen với một người doanh nhân được coi là khá thành đạt. Anh vốn là học sinh của một ngôi trường tại thủ đô Hà Nội, đó là trường Hoa Sữa. Và gần 20 năm nay, Hoa Sữa đã trở thành một gia đình, một mái nhà ấm cúng và ươm mầm cho nhiều mảnh đời có những khó khăn và bất hạnh. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị nhân vật chính trong chương trình Đường đến thành công tuần này, nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vi, là một trong những người sáng lập nên ngôi trường Hoa Sữa. Xin được trân trọng cảm ơn cô rất nhiều đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Hạnh Phúc, xin chào quý vị khán giả. Thưa nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vi, trước khi đến với những câu chuyện gắn với tên tuổi của ngôi trường mang tên Hoa Sữa thì chúng tôi xin phép được quay ngược thời gian một chút, tức là cách đây hơn 20 năm khi mà bà bắt đầu quyết định nghỉ hưu sớm sau 30 năm gắn bó với ngành giáo dục và được phong tặng là nhà giáo ưu tú. Bà có thể chia sẻ đôi chút về quãng thời gian gắn bó trong ngành giáo dục của mình? Tôi vào ngành giáo dục thì rất là sớm. 20 tuổi tôi đã tốt nghiệp trường sư phạm và ra dạy ở tại một trường gọi là trường phổ thông quân công nghiệp quận Hoàn Kiếm. Trường đó là trường cho những cái thanh niên quá tuổi đến trường. Phần lớn là những thanh niên ở tuổi như vậy là 16, 17. Và sau đó thì tại sao bà lại có quyết định là nghỉ hưu sớm? Ở trong ngành giáo dục 30 năm thì tôi trực tiếp làm những công việc tham gia giảng dạy môn toán và lý của một trường cấp 2. Sau đó thì tôi cũng có tham gia vào chương trình biên soạn các sách nữ công với Sở Giáo dục và Nhà xuất bản Giáo dục. Và tôi có nghiên cứu về lĩnh vực nữ công gia chánh. Thế thì trong công tác giảng dạy của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn nhìn thấy những cái vấn đề bất cập. Tôi lấy ví dụ tại sao tôi lại chuyển sang nữ công. Bởi vì lúc đó thì giáo viên dạy nữ công không phải là giáo viên chính, mà là giáo viên kiêm nhiệm. Thì tôi dạy toán lý nhưng mà tôi phải dạy một vài giờ nữ công. Thì trong cái cuốn sách nữ công hồi đó ấy, chỉ có những cái tiết dạy tôi không thể dạy được. Thí dụ như là may áo bà ba dạy trong 2 tiết.
mà mỗi một tiết như vậy là 45 phút, 90 phút. Rồi đa não truy đầu nam nữ, 2 tiết. Mình không dạy được. Và trong những cái tiết học ấy thì tôi hoàn toàn là thấy rất khổ tâm. Bởi vì là mình không làm được một cái gì cho học sinh hứng thú cả. Thì tôi có đặt vấn đề với Sở Giáo dục là cho tôi tham gia viết một cái chương trình thực nghiệm dạy ở Hà Nội thôi. Những cái đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Thì Sở Giáo dục cũng cho tôi phép thực hiện cái chương trình đó. Rồi sau cái chương trình đó được nhân rộng trong cái địa bàn các cái trường ở Hà Nội. Và cũng từ đó thì cái nghề về nữ công gia chánh dạy trong trường học nó lại thú vị hơn là cái nghề tôi được đào tạo là toán. Có phải vì đó cũng là một trong những lý do mà trường Hoa Sữa ra đời? Vâng, cũng có thể. Trường Hoa Sữa ra đời thì 30 năm tôi làm cái nghề với lại giáo dục thì đúng vào cái thời điểm đó là nhà nước cho nghỉ hưu. Đúng tiêu chuẩn là 30 năm cống hiến và có những cái thành tích nhất định thì được nghỉ sớm. Thì lúc bấy giờ là tôi 50 tuổi. Năm 92 thì tôi được phong tặng nhà giáo ưu tú mà năm 93 xin nghỉ hưu. Thì đấy là một cái điều mà thường không ai được làm. Khi tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú thì ít nhất mình phải có một cái sự cống hiến nào đó cho ngành. Thì tôi nghĩ rằng, và tôi cũng đã nói với lãnh đạo là 30 năm các vị đã cân nhắc để đưa tôi vào danh sách nhà giáo ưu tú. Thì bây giờ các vị cứ tin đi là sau 30 năm tôi sẽ làm một cái gì để cho cái ngành của ta không phải xấu hổ vì tôi. Thì tôi có nói như thế và tôi cương quyết tôi nghỉ hưu. Thế thì khi nghỉ hưu ấy, thì có nhiều thì giờ đi chợ. Thì với lại cái gọi là cái máu nghề nghiệp của mình trong cái lĩnh vực nữ công gia chánh thì tôi hay quan tâm tới các tiệm ăn. Nhìn các ông chủ, bà chủ, khách rất đông. Và tôi nghĩ rằng là nếu như mình dạy học trò một cách bài bản thì chắc chắn là sống được. Với cái suy nghĩ ấy thì tôi nghĩ đến một cái ngôi trường. Từ một dự án nhỏ với 5.000 đô la Mỹ được các sáng lập viên và những người bạn Pháp chân thành chung góp, năm 1994, trường Nữ Công Tư Thục Hoa Sữa chính thức thành lập. Đối tượng học sinh mà nhà trường hướng tới là trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ ở độ tuổi 16 đến 18 tuổi, vừa rời khỏi các cơ sở, trung tâm từ thiện như làng trẻ SOS, tổ bán báo xa mẹ, trường Nguyễn Viết Xuân. Nhóm sáng lập ra trường đều là các nữ nhà giáo, phần lớn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Đại bộ phận đều là con các gia đình trí thức. Khi tham gia mở trường, họ đều là những nhà giáo nghỉ hưu, nên trong mỗi người chỉ có chữ tâm là nhiều hơn cả. Họ đã thống nhất đưa nghề nấu ăn, làm bánh ngọt Pháp vào những trang giáo án đầu tiên với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên người Pháp. Không dừng lại ở việc nuôi dạy những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cô còn đón nhận cả những trẻ em khuyết tật từ những trường khiếm thính, khiếm thị trên địa bàn Hà Nội. Ngay những ngày đầu tiên thành lập trường ấy, là chúng tôi gồm có 6 cô, đều là nữ cả và đều có ý thích nữ công gia chánh. Cho nên là ngay lúc đầu muốn thành lập một cái trường cho nữ, gọi là trường Nữ Công Tư Thục Hoa Sữa. Nhưng sau đó khi chúng tôi đi quan sát thì thấy là không phải chỉ những em nữ mà cả những em nam có những hoàn cảnh khó khăn cần phải được giúp đỡ. Vì thế mà chúng tôi chuyển sang là trường dạy tất cả các học sinh từ 18 tuổi đến 25 tuổi. Những em học sinh đó có hoàn cảnh khó khăn vô cùng và chịu nhiều thiệt thòi. Thưa nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vi, vậy cái tên Hoa Sữa thì bắt nguồn từ đâu ạ? Thì là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Cho nên khi lấy tên trường là cả một cái vấn đề cân nhắc.
Thứ nhất là Đông Đô này, Kinh Đô này, Hà Nội này, Thủ Đô này thì nhiều nơi đặt lắm rồi. Thì cũng là một cái sự tình cờ là tôi được nghe một cái bài hát về hoa sữa. Thì tôi thấy cái bài hát đi tôi cảm thấy là rất là xúc động. Thế sau đó thì tôi nghiên cứu cái cây hoa sữa. Thì tôi thấy là cái hình ảnh của cây hoa sữa nó rất gắn bó với một cái trường đào tạo. Cây hoa sữa mập là nó có tầng có tán. Thế tôi nghĩ tới một ngôi trường tầng tán tức là các lớp thế hệ. Hoa là học trò, quả là những cái thành tựu và phát tán đi tức là bay xa tới khắp miền. Thưa nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vi, năm 1994, trường Nữ Công Tư Thục Hoa Sữa chính thức vào hoạt động. Và lứa học sinh đầu tiên này chủ yếu là học sinh đến từ tổ bán báo Sa Mẹ và trường Nguyễn Viết Xuân. Thì trước tiên là tôi tiếp xúc rất nhiều với những cái học sinh có những cái hoàn cảnh đặc biệt khi từ tôi ra trường. Và trong 30 năm thì ấn tượng về những người học trò đầu tiên ấy khá đậm nét trong tôi. Cho nên tôi có đi tới thăm tất cả các cái nơi nuôi dạy trẻ con mồ côi. Và tôi đi các nơi, các cái nhà tình thương. Thì tôi thấy nhận ra rằng từ cái độ tuổi thơ ấu cho đến 16 tuổi thì cái chính sách của mình nuôi dạy các cái trẻ em thiệt thòi là rất là tốt. Nhưng đến khi hết tuổi nuôi, tức là ở tuổi 16, thì tất cả không có định hướng cho trẻ. Thì một cái điều mà tôi cũng thấy rất băn khoăn là nuôi vất bao nhiêu vất vả, vất bao nhiêu là công sức. Nhưng đến cái độ tuổi 9, thanh niên khỏe mạnh thì lại không giúp tiếp. Và tôi quyết định lấy cái đối tượng khó khăn ấy là nhận vào đầu vào của hoa sữa. Vậy việc đưa các em về với trường có sự tuyển chọn cụ thể nào không ạ? Khi đưa các em về thì hầu như là không tuyển chọn. Thì tôi chỉ có nhận 24 học trò. Nuôi ăn toàn bộ, miễn phí hết tiền học. Nhưng có một cái mà chúng tôi mạnh dạn dám làm là chúng tôi đưa các cái sản phẩm thực hành ra giới thiệu. Trường Hoa Sữa được nhiều người biết đến chủ yếu là do nhà trường có một hệ thống các nhà hàng thực hành với sản phẩm rất đặc trưng. Có đúng không ạ? Thì mục tiêu đặt của nhà trường khi mà thành lập các nhà hàng này đó là gì ạ? Từ đầu chúng tôi đã xác định có 3 cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất mở nhà hàng thực hành là kiểm tra chất lượng đào tạo. Một cái trường dạy nghề không thể nói là tôi dạy tốt hay là dạy xấu hay là dạy như thế nào, không thể tự đánh giá được mà phải để xã hội đánh giá về chất lượng đào tạo của mình. Mục tiêu thứ hai là thu hồi cái kinh phí đào tạo. Mình không thể cứ đào tạo xong rồi đem cho sản phẩm mà mình phải được đánh giá và mình phải thu hồi lại cái kinh phí. Và mục tiêu thứ ba cũng rất là quan trọng là mình giới thiệu ra ngoài xã hội cái chương trình của mình. Và qua đó thì các doanh nghiệp họ nhận các cái nguồn nhân lực họ phải đến. Thì đến bây giờ cái định hướng ấy của chúng tôi, cái mục tiêu rất đúng. Và học sinh hoa sữa là ra trường đến đâu là có việc làm đến đó. Hoa sữa là một trong những trường đầu tiên thực hiện thành công chương trình đào tạo nghề nấu ăn Âu và làm bánh ngọt kiểu Pháp tại Hà Nội. Đến nay, trường đã thiết lập một hệ thống gồm 4 nhà thực hành tại Hà Nội và Lào Cai. Tại đây, các em được thực hành các món ăn không chỉ của châu Âu mà còn là những món ăn truyền thống của Việt Nam. Nhà hàng Song Thư của trường nhiều năm liền được tạp chí The Guy Award bầu chọn là nhà hàng tốt nhất với giá cả hợp lý nhất, nhà hàng xuất sắc. Ít có ngôi trường nào xuất phát điểm từ số 0 như trường Hoa Sữa nhưng lại nhanh chóng tạo dựng được thành công và mang lại tiếng vang trên thương trường hội nhập quốc tế. Yeah, Samaritan's Purse has been cooperating with Madam V at Hoa Sữa now for about 12 years. And Hoa Sữa is one of our most highly regarded projects here in Vietnam. We have many other projects in North Vietnam, but
Wasua is very special to us because of the people that they serve. Vâng, những ngày đầu thành lập trường có thể nói là khó khăn, chồng chất những khó khăn. Cụ thể đó là gì ạ? Tôi là một cái người là đi ngược quy luật. Mà đã ngược quy luật thì khó lắm. Quy luật mở trường là gì? Là phải có, thứ nhất là kiến thức này, trong lĩnh vực đó. Thứ hai là phải có tiền, có cơ sở vật chất, có trang thiết bị, có đội ngũ nhân sự rồi mới mở trường. Nhưng tôi mở trường thì hoàn toàn chỉ có chữ tâm của những cái người sáng lập. Nhà cửa thì đi mượn, dụng cụ thì nhà nào có cái gì mang đến cái đó. Không có một tiêu chí nào vào lúc bấy giờ cả. Và chúng tôi chỉ cố gắng chứng minh được cái cơ sở lý luận của chúng tôi là dạy thật tốt, làm thật tốt để có sản phẩm tốt và người tiêu dùng chấp nhận. Và quả thật là sau 6 tháng thì khách sạn Season và Metropole đã đến xin học sinh Hoa Sữa. Đó là những thành công bước đầu chỉ trong 6 tháng thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong 6 tháng đó thì đội ngũ giáo viên và đặc biệt là bà đã phải tốn rất nhiều những công sức tâm huyết, bởi vì là giống như bà chia sẻ là hoàn toàn không có những kinh nghiệm mở trường, rồi tất cả mọi cái đều phải mày mò từ thực tế, từ kinh nghiệm của chính bản thân mình. Chúng tôi cũng có một cái may mắn là chúng tôi có những cái người bạn ở xa, mà chúng tôi phải ghi nhận sự đóng góp của một bà, đó là bà Song Thư Vi Đô Nguyễn, là một Việt kiều ở Pháp. Bà về Việt Nam chơi và bà cũng là người thân trong những chị em trong nhóm sáng lập. Thì bà có tới và bà thấy chúng tôi làm và bà ủng hộ. Thầy giáo lúc bây giờ là ai? Là những người không chuyên nghiệp, là những người có tâm huyết đến dạy. Và bản thân chúng tôi cũng phải đứng lớp để dạy. Mà dạy lúc bấy giờ thì nặng về truyền nghề, tức là cầm tay chỉ việc. Thế thì với cái cách làm đó thì cái cửa hàng của chúng tôi rất thành công. Và cũng nhờ cái cửa hàng thực hành của Hoa Sữa mà bạn bè các nơi đến, các tổ chức xã hội đến cũng từ cửa hàng. Vâng, điều đó cho thấy rằng là để có được thành công như ngày hôm nay là trường cũng đã phải tăng cường mối quan hệ hợp tác liên kết với những tổ chức khác trong xã hội và đặc biệt là những tổ chức từ thiện nhân đạo, đúng không? Chúng tôi thì mở rộng cánh cửa các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước. Tôi lấy ví dụ, khi mà tổ chức phát triển văn hóa xã hội Tây Ban Nha, khi họ tới cái trường của chúng tôi phải thuê ở 449 Bạch Mai, thì họ nói là học sinh của bà ngủ đâu, ở đâu. Thì tôi có đưa đến cái đường Bạch Mai ấy, vào một nhà. Thì chính nhà ấy là một giáo viên. Và tôi thuê họ làm những các cái giường sạp để học sinh ngủ ở đấy. Thì cái ông này, ông ấy khóc. Mà khi ông khóc thì mình lại xấu hổ. Nhưng mà sau đó thì bảo là tôi rất là buồn vì thấy ông khóc. Đây là một sự cố gắng rất lớn của tôi. Thì ông bảo không phải là tôi khóc là tôi ghét bà. Nhưng mà tôi thương bà và thương các cháu quá. Ở như thế này không được. Tôi sẽ giúp bà để có một cái nhà nội trú. Đấy. Thế thì ông chỉ nói thế và sau đó thì ông đặt vấn đề với tôi. Mà khi mà người ta có ý tưởng cho thì chúng tôi phải làm một cái động tác là có dự án rồi trình các cấp phê duyệt thì chúng tôi mới được hưởng cái dự án đó và cái nhà nội trú ra đời. Và tôi cũng được Ủy ban Nhân dân là cấp đất. Nhưng mà cấp đất để làm gì thì tôi cũng phải có trách nhiệm với lại nhà nước là phải xây được trường. Mà trong khi đó thì vốn không có. Dựa vào đâu? Dựa vào cái sự chia sẻ của các cái đối tác quốc tế. Và sự chia sẻ ấy mình lại chia sẻ ngược lại với các đối tác trong nước để có những cái quyết định. Và hiện nay trường thì ở Lĩnh Nam với cái diện tích là gần 8.000 mét vuông.
tiếng lành về ngôi trường hoa sữa Đồn Sa, đã có nhiều người nước ngoài sống và làm việc tại Hà Nội đến với trường tình nguyện dạy tiếng Anh, tiếng Pháp cho các em. Thủ tướng Canada, Hoàng hậu Tây Ban Nha, cùng nhiều đoàn đại biểu trong và ngoài nước như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore cũng đã đến thăm và chia sẻ những khó khăn với trường. Khoảng 8.000 thanh niên nghèo, khuyết tật đã được học nghề miễn phí tại Hoa Sữa. Phần đông, các em đã sống được bằng nghề. Những cánh chim khi rời tổ đã đủ sức sải cánh vượt trùng khơi. Đó cũng chính là tiêu chí, là cam kết mà các nhà sáng lập Hoa Sữa hướng tới và được nhiều cá nhân, đơn vị trong nước cũng như quốc tế ghi nhận. Phải nói là rất nhiều những khó khăn, nào là từ chuẩn bị giáo án như thế nào, rồi sau đó lại lo đến nơi ăn, chỗ ở cho từng em học sinh, rồi lo đến mảnh đất để có thể xây cất lên một ngôi trường khang trang như ngày hôm nay. Đó là biết bao nhiêu mồ hôi, công sức và tâm huyết của những người làm thầy giống như là bà Phạm Thị Vi. Trong suốt quá trình đó với biết bao nhiêu khó khăn đó thì những người làm thầy như bà có lúc nào cảm thấy mình chán nản hoặc cảm thấy mình khó khăn nó quá nhiều mình không thể vượt qua? Chán nản thì không bao giờ chán nản. Nhưng mà khó khăn chồng chất nó ở nhiều khía cạnh khác nhau. Khó khăn tài chính thì nó là một cái cơ bản. Nhưng có những cái khó khăn nó còn lớn hơn, tức là khó khăn định hướng cho sự phát triển của trường. Thì năm 2000 là chúng tôi quyết định trường phải bài bản, tức là nâng cấp trường lên trường trung cấp. Thì với một cái kinh tế nghèo nàn, cơ sở vật chất thiếu thốn, mà bây giờ định hướng là phải nâng cái trường ấy lên một cái cấp. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là đã gọi là trường thì phải bài bản. Thì trường trung cấp kinh tế du lịch ra đời. Đội ngũ giáo viên là chúng tôi phải tự đào tạo đối với đội ngũ nghề. Không có một cái trường nào mà có thể cho tôi những cái đội ngũ có tay nghề như là cái kiểu đào tạo nghề Hoa Sữa, cho nên phải tự đào tạo. Đó là những cái học sinh xuất sắc, chúng tôi có những cái quan hệ quốc tế gửi đi đào tạo nước ngoài và sau đó quay lại làm thầy trong trường. Và một cái đội ngũ thứ hai là những sinh viên tốt nghiệp ngoại ngữ muốn học một cái nghề thì chúng tôi đào tạo miễn phí cho những sinh viên đó, và với một cái hợp đồng là sau khi tốt nghiệp ở lại trường lúc 5 năm. Thì với cái công việc làm và định hướng cái cách đào tạo giáo viên ấy thì nó đã chứng minh được đến ngày hôm nay làm cái hướng đúng. Thưa bà, vào năm 2005 ạ, trường Hoa Sữa đã được vinh dự nhận giải thưởng nhân quyền của Cộng hòa Pháp do Thủ tướng Pháp trao tặng. Rõ ràng là đó là cái thành công của trường rồi, và đó là tiếng vang của trường ở trong nước. Vâng, thì kỳ đó chúng tôi cũng có đề xuất những cái chương trình của chúng tôi để xét, thì họ đều thấy đây là một cái chương trình khá đặc biệt và có hiệu quả rất lớn, và chúng tôi được nhận cái giải thưởng đó. Ít ai ngờ rằng nhiều cô bé, cậu bé với số phận mong manh trong hành trình mưu sinh năm xưa giờ đã giữ những vị trí quan trọng trong nhiều nhà hàng, khách sạn lớn như Sofitel Metropole, Sofitel Plaza, Nikko, Sheraton. Nhiều em khác đã trở thành những ông chủ, bà chủ của những tiệm bánh, hiệu bánh ngọt nổi tiếng trong lòng thủ đô Hà Nội. Gần 20 năm đã qua, những vòng hoa sữa chở che cho các em ngày một nồng nàn và tỏa hương thơm. 20 năm chưa phải là nhiều với một đời người, nhưng đã có không ít những chuyến đò ân nghĩa. Chỉ bằng một vốn liếng khởi đầu quá ít ỏi, hành trình đi tìm hạnh phúc cho bao số phận không may mắn của các nhà giáo nơi đây được bắt đầu bằng một chữ tâm. 20 năm, mái tóc của bà giáo Phi và những người sáng lập viên khác ngày càng thêm bạc, nhưng tấm lòng của họ luôn được khắc ghi trong ký ức của các cô, cậu học trò nơi đây.
để mỗi khi nhắc đến trường, nhớ đến các cô, đều là những dòng cảm xúc trào dâng. Cái nhất là rất tham muốn gửi lời cảm ơn đến ngôi trường Hoa Sữa, cho đó bác Vi, những người mà sáng lập ra trường Hoa Sữa để cho có em có cái nghề như này. Gần 20 năm qua, nhà giáo ưu tú Phạm Thị Phi đã gắn bó cuộc đời của mình sau khi mà nghỉ hưu sớm với trường Hoa Sữa, dồn biết bao nhiêu tâm huyết cho trường Hoa Sữa để có được những thành công như ngày hôm nay, và biết bao nhiêu thế hệ học trò có hoàn cảnh khó khăn cũng đã trở thành những doanh nhân hết sức thành đạt. Rất nhiều người nói là tôi thành công, nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi thấy yên tâm, bởi vì cái mô hình mình đề ra, cái lời hứa của mình với trách nhiệm là một thầy giáo, là tôi đã chọn được một con đường đi đúng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vi rất nhiều. Xin được chúc cho bà sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Và xin được chúc cho trường Hoa Sữa mãi là một điểm sáng, và đặc biệt là chắp cánh thêm cho những ước mơ của những học trò có hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vi rất nhiều. Xin cảm ơn Hạnh Phúc và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thưa quý vị, như thường lệ trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một góc nhìn lạ với nhân vật chính của chương trình Đường Đến Thành Công tuần này, một trong những người sáng lập đầu tiên nên trường Hoa Sữa, nhà giáo ưu tú Phạm Thị Vi. Và với một góc nhìn lạ này, chúng tôi xin được khép lại chương trình Đường Đến Thành Công tuần này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau. Yêu nhạc, thích nghe nhạc. Đã có một thời, bà giáo Phi mong muốn rằng mình sẽ học và chơi thạo một nhạc cụ nào đó. Nhưng những bộn bề lo toan dành cho mái trường Hoa Sữa đã khiến bà không thực hiện được điều đó. Ở tuổi hơn 70, bà lại bắt đầu thực hiện niềm đam mê học nhạc thuở nào, và người thầy mà bà lựa chọn chính là cô cháu gái bé nhỏ của mình. Bà tiếp tục học không phải là dành cho bản thân, mà muốn thông qua những giờ học như vậy, bà sẽ khích lệ, truyền lửa và truyền tình yêu nhạc của mình cho thế hệ sau.